muốn giúp nâng cao cái nhận thức đó. Thì cái mục tiêu của ngày hội nón hồng nhằm mục tiêu là để nâng cao nhận thức và giúp cho đẩy lùi được cái bệnh ung thư vú và hỗ trợ cho những cái người vô tình mắc bệnh không may mắc ung thư vú được động viên hỗ trợ. Thì còn kính chúc các cô các chú các bác anh chị một thank you.
không có tủ, tủ nó không có protein. Đó cho nên cái giữ vai trò hỗ trợ phương pháp rất là nhiều. Công nhận là dinh dưỡng không, mà điều trị những biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, dinh dưỡng đi sau, yếu tố tinh thần, rồi vấn đề thể dục thể thao.